chưa thế. Ủa cậu mời tôi đi luôn hả? Xin chào cả nhà nha. Hôm nay là nhà mình đang chuẩn bị cái món cơm ranh muối Hồng Kông. Đây, mình sẽ quay cụ thể cho cả nhà mình xem luôn ha. Và những món chả nó lúc nào cũng bún chung cái này là tiệc gia đình nha. Dạ, dạ hộ hoàng hoàng quân nhất là đi đâu Nguyễn Chí Thanh làm gì không có đâu, không có đánh ông Bụng đi dọ ba ngày.